Hôm nay thì mình tình cờ tìm thấy một cái băng chắn cá. Cái này thì nó có niên đại chắc là khoảng trên 40 năm rồi. Từ thời ông nội mình để lại cái này bị hỏng hết rồi. Hôm nay mình sẽ sửa lại cái này nhá. Sửa lại cái này xem là để xem là nó có phát huy tác dụng của nó như ngày xưa không nhá. Bây giờ là lúc mà trời nó bắt đầu nhá nhem tối rồi mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn thấy người ta bắt đầu bật điện, bắt đầu sáng sáng rồi này. Đang rất là mạnh này, các loại cá tép nhỏ, cá trạch. Đây những cái tăm sủi bóng bóng này là cá trạch nhá. Nhưng chỗ này những chỗ này là nó không có nước chảy nên không be được đánh được. Cuối cùng lại phải đi lên cái dòng suối bên trên này. Dòng suối bên trên cá ăn án mạnh quá đây. Cá trạch đi rất mạnh mọi người nhìn không này. Đây. Đây là những cái tăm này, tăm cá trạch này. Nó đi này. Đấy bây giờ sẽ lên đặt ở trên cái ngược, trên cái dòng trên kia nhá, dòng trên cùng kia kìa. Đặt ở trên dòng trên kia để xong. Có cá nó ngược lên là nó sẽ cá này thì đặt cái L này ấy, là hay còn gọi là cái đó này ấy, thì là đặc điểm đặt là không cần đặt mồi, mình không cần cho mồi vào trong này đâu. Chỉ cần mình be cái chỗ dòng chảy vào thôi. Đây em sẽ đặt ở chỗ này nhá. Tại hôm trước em đã đi thám thính cái địa hình này rồi. Bây giờ em sẽ đặt ở đây này, đặt cái L này của em ở đây. Đặt ở đúng ở chỗ cái hòn đá này. Chỗ này nước chảy là cá bầu ngược lên. Dùng cái này mình đặt xuống nước. Mình lăn cho nó ướt đều đi. Ướt đều này, mục đích để làm gì? Đây. Gọi là làm phép lấy may mà. Không phải là người ta làm ướt để cho cái này nó dẻo. Cái thanh na là nó dẻo. Cái đó là của nó là cái hòm này nó sẽ dẻo hơn. Khi cá nó sẽ chui vào nó không bị gãy và nó sẽ chỉ chui vào được mà không ra được. Đấy là cái hòm này. Bây giờ em sẽ đặt vào đây nhá. Cái này là mình chắn ngược giường dòng nước chảy nhá. Để cho các loại cá tôm cá đi ngược từ dưới lên. Đồng này bây giờ không biết còn cá gì, ngày xưa đặt đây nhiều cá chạch lắm. Mình sẽ lấy chân mình xoa cho cái mặt dưới đất bùn nó phẳng đi nhá. Để cho nó không cá nó không rút được dưới đáy. Không nên thoát con dưới đáy được, bây giờ sẽ chất be vào đây. Lấy cây que mình lấp vào đây. Be đất lên. Be đất bùn vào đây. Để cho cá, các loại cá tôm cua rắn rết lươn nó bò qua nó không rút qua được. Lâu lắm rồi không có ai đặt đấy, không biết là có con gì không. Lâu lắm em cũng không đặt tại vì là ngày xưa bây giờ bận đi làm lắm chẳng đặt được nữa. Sẽ ngụy trang một tí vào đây này. Và vừa để chắn đây. Chắn đây là cái này nó nước nó thoáng cho nên nó vẫn chảy qua được. Còn cá thì nó bơi ngược từ dưới này, con cá cái dòng chảy bên dưới kìa. Mọi người xem. Những con cá cái dòng chảy bên dưới kìa, ở những cái ruộng lúa nhá. Nó sẽ chui ra vào những cái đường lạch nước này. Nó sẽ bơi ngược ra trên này. Bơi ngược ra trên này để nó đi tìm chỗ đẻ trứng. Nó bơi từ ruộng lúa nó bơi lên thì nó sẽ vào những cái chỗ khu vực đất bùn này. Đấy, và những cái đầm sậy, đầm lục bình này. Nó sẽ vào nó đẻ trứng ở trong này. Thì nó muốn đi qua đây được thì nó phải chui qua đây. Chui qua cái hòm này thì nó sẽ chui vào trong này, sẽ mắc trong này, nó không ra được nữa. Bây giờ em sẽ gia cố thêm chỗ này một ít nữa để cho nó chắc chắn. Cá nó sẽ không lọt qua những cái khe này được. Bắt buộc nó phải chui vào trong cái khe đó, là qua cái hòm đó là của em. Hy vọng là ngày mai, sáng ngày mai sẽ đi ra để kiểm tra xem nào. Là nó được con gì không? Tại vì ở đây lâu lắm rồi là không đặt cái khu vực này trước đây nhá. Em chưa đi làm mà chưa còn ở nhà, còn nhỏ nhỏ đi theo bố em ấy. Đặt lờ ở đây có những buổi đặt cá nhiều lỗi trong cái bẫu này, yến cá luôn nếu mà nó vào đầy nhá. Các loại tôm cá nhỏ là vào lên trong này đều mắc lại hết. Cứ từ bằng ngón tay út này trở lên là đều là vào là không thể ra được. Bây giờ sau khi mình đã đặt xong cái này rồi thì mình sẽ lấy chân mình khùa cho cái đục thật đục lên. Vẫn đục lên. Mục đích đục để làm gì? Để cho những cái con cá mà ở dưới cái dòng dưới kìa, các loại tôm cua cá dòng dưới nó sẽ đục, nó sẽ lên ngửi cái mùi đất bùn mới, nó sẽ lên để nó kiếm ăn là một, và nó đẻ trứng là hai. Đấy. Và bây giờ đặt xong bây giờ sẽ đi về thôi. Mai sáng mai sẽ ra kiểm tra xem là có được con gì không. Bây giờ tối rồi này. Bắt đầu nhà anh em tối rồi. Mục đích mình đặt buổi tối như này là để cho ít bị người ta chú ý. Tại vì cái này đặt nó lổi này, lộ thiên là rất là dễ bị mất, tại vì ngày trước em bị mất rất là nhiều cái rồi. Người ta tham, người ta thấy của mình có cá ấy. Có thể là người ta lấy nguyên cá thôi, có thể là mà những người ta tham người ta lấy cả cái này của mình luôn. Đây là mình phải đặt buổi tối để cho ít người ta để ý đến cái này của mình. Rồi bây giờ em đi về, tao để ngày mai sang kiểm tra xem là có gì không nhá. Hôm nay thì mình đi kiểm tra thêm cái đăng của mình xem là có được con gì không. Thì may quá, từ xa mình đã nhìn thấy nó là vẫn còn ở kia. Mình cứ tưởng là mình ra muộn là người ta sẽ lấy trộm mất của mình. Tại vì đặt cái này thì nó rất là lỗi. Thế là rất nhiều người ta có thể nhìn thấy của mình.
Có những người có lòng tham là người ta sẽ lấy cá của mình, hoặc là người ta sẽ lấy cả cái răng của mình luôn. Mình đã bị mất, năm ngoái mình đã mất 1-2 cái rồi. Ồ, nhìn nước trong cái này có lẽ khả năng là không có trạch lên rồi. Tại vì nếu như mà có trạch thì nó phải nhờ ý cơ, nước phải đục cơ trạch nó lên ăn quẩn, nó mới nhiều cá trạch. Ôi, khả năng là móm không có gì rồi. Kiểm tra xem nào, nhắc xem có con gì không. Sướng quá mọi người ơi. Wow, gần đầy luôn. Này, mọi người nhìn xem này, gần đầy bẫu luôn. Trong này phải đến mấy cân cá trạch ấy. Đây à, rất là nhiều lắm. Mình cứ tưởng là không được con nào cơ, tại vì thấy nước nó trong trong mà tưởng là cá nó không lên ăn. Wow, hôm nay không mang cái gì đựng cả, mang mỗi cái này thì mang cả cái đó này về rồi. Ôi mọi người nhìn thích không này. Ôi, để đổi cho mọi người xem con cá trạch đồng nó như thế nào nhá. Mấy hôm trước là mưa lớn nên nước nó ngược lên, mình thấy nước nó trong trong, mình cứ tưởng là không có cá trạch ra ăn mà không ngờ ra nhiều hết nhở. Đổ cho mọi người xem nhá. Ôi sướng quá, bây giờ lại đặt 4-5 cái vào đây. Sướng chưa? Ôi bắt vào thôi. Sướng quá. Nó chạy mất hết rồi. Vất vả nhưng mà cũng xứng đáng mọi người ạ. Em về nhà rồi đây. Bây giờ em sẽ làm sạch nhớt của món cá trạch này nhá. Muốn làm sạch nhớt được bọn này thì bây giờ mình phải cho muối vào. Lươn hoặc trạch mình sẽ muốn làm sạch cái nhớt đó, mình sẽ cho muối này, cho khoảng nắm muối vào. Cho vào trong cái xô, trong cái rổ. Ấy, mọi người thấy nó dãy chưa? Ấy, bịt nó vào nhá. Ấy, nó dãy chưa? Này. Nó dãy này nó sẽ tự nó làm ra hết cái nhớt của nó nhá. Nó dãy một lúc. Đầu vào đầu mùa mưa là cá trạch bắt đầu nó ngược. Cá trạch khi mà lúa bắt đầu rỗ là cá bắt đầu nó ngược lên, ngược lên nó đẻ trứng. À, mọi khi đấy em vẫn hay đi đánh đấy, nhưng mà đến mấy năm nay là không đánh rồi, tại vì là do công việc bận bịu các thứ. Hơn nữa là bây giờ thuốc sâu thì người ta phun nhiều, cho nên là cá nó không còn nhiều tự nhiên nữa, cho nên là đánh có buổi được buổi không, cho nên là cũng chán. Nhưng hôm nay đặt đúng một cái lạch nước đấy là nó lâu lắm rồi cũng có người đánh, rất là nhiều cá. Đấy, bây giờ thì là ngoài cái phương pháp là dùng muối cho vào để cho nó sạch dẫy hết nhớt này ra nhá, mọi người có thể cho giò bếp được. Nhà nào còn bếp giò ấy, cho bếp giò bếp vào cho nó dẫy, sau đó mình tuốt sạch đi, lươn với trạch đều làm như thế cả. Đấy, sẽ bóp sạch để cho nó nước rửa cho hết nhớt rồi đi nhá. Đây là cái bãi vườn rau nhà mình nhá, mình sẽ hái lá lốt. Lá lốt về để làm món chạch chiên cuốn lá lốt. Vườn rau nhà mình rất nhiều loại rau luôn. Có khu vườn nho nhỏ với nhiều loại rau để thỉnh thoảng rau gia vị, để thỉnh thoảng có cần chế biến món ăn gì là mình đều có cả. Rất là tuyệt vời. Cuộc sống giản dị nhưng mà thật sự là rất hạnh phúc. Cá trạch thì bây giờ khi mình đã làm sạch nhớt rồi nhá, mình sẽ dùng một chút giềng giã nhỏ ra để trộn vào đây. Mục đích mình trộn cái giềng này vào ấy là để ướp vào cái con cá trạch này này, để cho nó khử sạch cái mùi tanh của con cá trạch này. Dùng giềng nhá. Ngoài giềng ra thì không ướp thêm bất cứ thứ gì cả nhá. Chỉ mỗi giềng không thôi. Sau khi mình ướp cá trạch với cái giềng mình đã nhỏ ra được khoảng 5 phút rồi nhá, thì mình sẽ cho vào cá trạch vào bếp mình chiên nhá. Đầu tiên thì mình sẽ cho mỡ thật là sôi thật là già lên. Chiên cho cá trạch nó cứng lại. Vì cá trạch này hôm qua vừa mới bắt được nhiều quá nên là không ăn hết được, mình sẽ cất một ít đi để mang làm cá trạch khô. Bây giờ mình lại cho một lửa để mình chiên thôi. Cá trạch phải chiên thật giòn lên nhá.
có thể là chiên thật giòn lên nhá, xem là cuốn lá lốt ăn tuyệt vời luôn. Này uống bia lắm. Cá chạch này trong đông y người ta sử dụng nó như một vài thuốc đấy mọi người ạ. Cá chạch này trong đông y là nó có tác dụng là giúp lưu thông khí huyết này, bồi bổ cơ thể này, đặc biệt là có tốt lợi cho sức khỏe của nam giới nhá. Anh em nào mà sức bật kém nhá, yếu ăn cá chạch này mà bật như chạch luôn. Các chị em nào mà có ông chồng nào mà bị yếu thì xem chỗ nào có cá chạch đi bắt về cho chồng ăn nhá. Và các anh nào mà cảm thấy mình yếu quá không bật được như cá chạch thì cũng đi tìm bắt cá chạch về ăn thử nhá, ăn thử đảm bảo là sẽ bật như cá chạch luôn. Sau khi mình đã cho vào mình trao mỡ thật là già thế này rồi, mỡ cho nhiều nhỏ rồi, om lưu diêu luôn. Nếu dán lưu diêu thì cái cá nó sẽ giòn cả cái xương sống luôn, cái bụng cháy nó giòn và rụng cả xương luôn. Đóng bụng mình om nhá, dán om như này thì nó mới giòn được. Cá chạch này thì là nó có hai loại nhé mọi người nhé. Loại này là loại cá chạch đồng, thì nó hay là dưới bùn. Còn một loại cá chạch nữa là cá chạch gai. Cá chạch gai thì nó chỉ có ở ngoài sông suối thôi. Đây là chỗ khu vực cái đầm là nhà em là lâu lắm rồi không có người, là người ta đặt cái băng chắn đấy thì nó mới còn thôi. Em nghĩ nọ tưởng đánh là không được con nào, tại vì không ngờ là lỗ ngược nước ra nhiều như thế. Cá chạch đấy cứ mùa tháng 5 này nó đẻ này, cuối tháng 4 đầu tháng 5 bắt đầu nó ngược nước nó đẻ. Mình biết được cái đặc tính của con cá đấy, cho nên là mình chắn nước ngược thì là sẽ bắt được cả ổ luôn. Còn nếu như mà vào tầm tháng 6, tháng 7 nhá, khi cá chạch nó đẻ xong, lúc cá nó gầy thôi, nhưng mà một lúc bắt vẫn được thì lúc lại phải chắn xuôi nước để cho những con cá chạch nó ngược cái đầu nguồn nó đi xuống, nó trở về ruộng, trở về những chỗ đất bùn. Cá chạch này nó chỉ lên đầu nguồn nó đẻ, nguồn nước nó đẻ thôi, chứ nó không ở lại đấy đâu. Nó đẻ trứng nó sẽ quay trở về cái chỗ nó ở đấy. Mình biết đặc tính đấy, lấy cho mình chỗ mình chắn đấy, hoặc là mình chắn muộn mà không chắn, không đón được cá chạch ngược lên ấy, thì mình sẽ đón đợt thứ hai khi mà cá chạch nó xuôi dòng. Đấy, bây giờ cái đĩa cá chạch của em chiên nó đã chín vàng ngay rồi đây. Đây là ok rồi, giòn ngon lắm rồi. Bây giờ con này mình sẽ lấy cái lá lốt nhá, cuốn nó vào. Lá lốt sống nhá mọi người, rửa sạch hàng tốc lúc chiều nó vừa rồi đi hái ấy. Rửa sạch rồi đây này. Cuốn vào ăn ngon lắm. Thôi. Giờ cho ra đĩa là chuẩn bị chiến đấu thôi. Mình thử kiểm tra một con này xem. Mình có ngon ngon này nhá. Chất lượng nào. Nó xong cuốn này ăn nhá, giòn này mới ăn được. Bữa xem nào, nó nhìn béo béo này. À, nóng quá. Nóng hổi. Ủa, trứng này. Mọi người nhìn thấy trứng không? Đấy, mùa lên để trứng mà. Chạch trứng. Tuyệt vời luôn. Thôi bây giờ cho ra đĩa để ăn nhá. Bây giờ để các chạch của em nó hoàn thành rồi nhá. Để ăn em sẽ ăn con thử, còn cái con cá chạch mà lúc nãy có trứng ấy, em bưởi quá ấy. Con lá lốt được là ha. Như em ăn thì bình thường là em chỉ chấm tương ớt này thôi. Hoặc là có thể chấm nước mắm tỏi ớt chanh cũng được, nhưng mà theo em ấy, nếu mà ăn cá chạch để chuẩn vị ấy, thì chỉ quấn nguyên lá lốt thôi. Không chấm thêm bất cứ cái gì cả, ăn thì mới cảm nhận được cái vị béo và vị ngọt. Vị dai dai của thịt của cá chạch rất là thơm. Mình nhai vào cái xương của nó rán giòn ấy. Ăn nó có vị bùi, rất là bùi bùi và ngậy. Thịt cá chạch nó ngọt đậm. Nhưng không kiểu đấy đâu. Nó kiểu đậm đà ấy. Kiểu như nó không cần tẩm ướp thêm gia vị gì, nó đã ngon rồi. Còn mọi người thích, nếu mà mọi người thích chấm thêm cái gì thì mọi người thôi. À, thích chấm thêm cái gì thì chấm nhỉ. Em này, cái này thôi. Mời mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Ăn lên cái tí riêng chiên giòn giòn này. Bùi nó lắm. Ờ, nhìn không? Cá chạch cực kỳ béo luôn, nên để trứng mà. Bụng con nào đầy trứng luôn này. Để mọi người xem nào. Ngon ngon nhá. Thôi, xin phép kết thúc video đấy nhá.